qua 2 ngày học thì anh giảng cái cơ chế đó thì đã trao cho các học viên biết được những cái key đó để hình thành cơ chế tư duy, xem biết là những người xung quanh mình muốn cái gì và thỏa mãn họ. Thì đã trao truyền cho anh cũng như các học viên. Tuy nhiên rằng là đấy là con đường, còn chúng ta phải hành trình chúng ta đi, phải nhiều nỗ lực để thì mới phát huy được tác dụng. Tuyệt vời. Học viện CEO Hà Nội, giải pháp quản trị doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Hotline 0926 776622. Website: hocvienceohanoi.com.